Thưa quý vị, từ ngày mai, ngày 10 tháng 10, ngành hàng không sẽ khai thác lại 19 đường bay trên cả nước, bao gồm cả chặng đến Hải Phòng và Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải cho phép khai thác trở lại 19 đường bay chở khách với 38 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Trong đó, các chặng 2 chiều có tần suất 1 chuyến mỗi ngày, riêng đường bay Hà Nội-Cần Thơ khai thác linh hoạt theo tình hình dịch bệnh. Trong kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải, các sân bay ở Hà Nội, Hải Phòng, Gia Lai đều tiếp nhận máy bay. Hành khách được yêu cầu tiêm đủ 2 liều vaccine hoặc là đã khỏi Covid-19 trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm về địa phương, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Và sau chuyến bay, khi di chuyển về nơi cư trú, hành khách không tiếp xúc nơi đông người, tự theo dõi sức khỏe hoặc là cách ly tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất là 7 ngày, theo quy định cụ thể của từng địa phương. Riêng người từ vùng dịch phải xét nghiệm vào ngày thứ 2 kể từ khi về nơi ở.